Chào toàn thể các bác làm thợ đánh chim đêm nhé. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin giới thiệu cho các bác là chọn bộ đồ đánh rẽ. Thì đối với cái bộ đồ này thì anh em mua về đánh là sẽ đánh được con rẽ hôi này, đấy, nhiều nơi gọi là con rẽ cơm. Đấy, và tiếp tới nữa thì anh em đánh con rẽ đàn. Thì một bộ đồ của nó sẽ bao gồm như là lưới này, âm ly, loa đài. Đối với bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng thì có thể là liên hệ cho em qua số điện thoại để ở góc màn hình video nhé. Còn ngày hôm nay thì triển khai đánh thì cũng bỏ cái âm ly cũng như là cái loa cũ ra giới thiệu thôi. Đấy, còn anh em mua thì hoàn toàn nó là hàng mới của công ty đập hộp luôn, 100%. Đấy, còn hàng thì anh em mua hàng thì luôn luôn là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Đấy, còn cái loa đánh thì chúng ta sẽ sử dụng bằng loa chiếc kèn HQ301. Đấy, đối với dòng này thì đánh một bộ đồ đánh của nó thì nó sẽ bao gồm là hai loa ở trên một bộ đồ. Đấy, đánh ở trên một bàn thì chúng ta sẽ đánh hai loa. Và đối với cái dòng này thì ưu điểm của nó thì nó rẻ tiền. Cái thứ hai, nó đánh được nhiều loại chim. Đấy, ví dụ như đầu vụ chúng ta đánh con rẽ cơm này. Đấy, sau rẽ cơm, đánh cùng với rẽ cơm sau một nhịp thôi, nó là con rẽ đàn. Và sau đó chúng ta kẹp đánh rẽ đuôi xòe. Đấy, kẹp một chép một toa. Đấy, còn con này thì nó đánh chẳng nghịch gà nước Ấn Độ này. Đấy, kẹp đánh chích, kẹp đánh sâm. Đấy, kẹp đánh vạc thì nó khá là hiệu quả. Đấy, hàng này là hàng của Việt Nam chính hãng anh em nhé. Hàng của Việt Nam thì nó sẽ, cái lõn của nó này thì nó sẽ là cái lõn nhọn này anh em này. Đấy, lõn nhọn nhé. Đấy, hàng của Việt Nam thì lõn nhọn như thế này. Đấy, tiếng nó bút xa và nó rất là trong. Đấy, một cặp của nó. Còn anh em mà bị hỏng, ví dụ như gãy phễu chẳng hạn này, hoặc là mất củ chét chẳng hạn này, thì bên nhà em là bán lẻ những cái phụ kiện, thì anh em cứ yên tâm. Đấy, anh em thiếu cái gì thì bên cơ sở gửi cho anh em cái đó. Đấy, còn đây là con âm ly thì sử dụng 100% bằng âm ly 263. Đấy, hàng 263B này thì ưu điểm của nó đánh thì mức độ chịu nhiệt của nó rất là tốt. Và cái thứ hai nữa là nó có đầy đủ những cái chức năng. Đấy, ví dụ như điều khiển trực tiếp trên thân âm ly có nút đây là nút lặp lại này, qua bài trở lại tạm dừng này. Đấy, nó có đầy đủ hết, chạy qua cổng USB này, chạy qua áo đọc thẻ này, chỉnh to nhỏ đây này, chỉnh bát này, chỉnh check này. Đằng sau thì có hai cổng để ra hai loa. Đối với công suất của nó thì mỗi cổng là 300W thì anh em có thể là ra được 4 con loa chắc kèn, 5 con loa chắc kèn này kéo bình thường anh ạ. Đấy, và con này nó ăn điện cực kỳ là ít. Còn nó chạy được cả qua điện lưới nhé. Đấy, điện lưới và điện bình thì các bác ví dụ chạy qua điện lưới thì nó có cổng nguồn chạy qua điện lưới đấy. Đấy, và chạy qua bình thì nó có cổng chạy qua bình. Đấy, còn về lưới đánh thì nó có khổ 50 và khổ 100. Thì đây là khổ 50 này anh em này. Khổ 50 này thì làm cho các bác là 3 cọc, 100 thì là 5 cọc. Đấy, còn về cái lưới này thì sợi cước của nó thì luôn luôn chọn lựa cho các bác là sợi 15. Đối với dòng lưới này mắt 8 phân thì đánh tổng hợp các loại rẽ đây. Đấy, rẽ hôi, rẽ đàn, rẽ hú, rẽ đuôi xòe, te vàng, chân hương. Đấy, chúng ta phải được hết. Đấy, còn về cái này thì giá tiền của nó rất là rẻ thôi anh ạ. Đấy, giá cực kỳ rẻ thì vài trăm nghìn đồng trên 100 mét lưới đấy. Đấy, thì sợi 15 mắt 8 và cao 75 mắt. Đấy, thì đánh các loại rẽ ok anh em. Rẽ te thì chúng ta chơi được hết. Còn bàn đánh của nó thì chọn cái bàn khá đơn giản thôi. Một cái bàn của nó đánh thì vài trăm hoặc hàng nghìn mét thì đấy là tùy. Đấy, chúng ta đánh càng nhiều lưới thì tỷ lệ chúng ta được con chim nó càng cao. Đấy, còn số lượng hàng lưới hoặc loa đài thì anh em yên tâm nhé. Đấy, anh em đặt hàng là bên cơ sở luôn luôn có hàng gửi đấy. Chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau ạ.